chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ứng dụng từ điển để dò tiếng trung thì những ứng dụng cơ bản mà mình cảm thấy là nó rất là hữu ích bao gồm ứng dụng đầu tiên trong bảng xếp hạng lựa chọn của mình đó là ứng dụng pleco ứng dụng này nằm ở vị trí thứ ba theo thứ tự từ trái sang phải ở giao diện mà mình đang hiển thị ở đây các bạn sẽ thấy nó có hình biểu tượng màu xanh và ở giữa là chữ dũy và bây giờ thì mình sẽ thử ấn vào cái biểu tượng này chúng ta sẽ theo dõi à, bây giờ thì mình sẽ à, đầu tiên mình sẽ chọn cái phần là cái bàn phím ở giữa các bạn sẽ kích vào đây chẳng hạn như lúc nãy mình có dò thử là cái chữ tiếng anh thì nó sẽ ra ở trong cái phần lịch sử cũ thì nó sẽ hiển thị như thế này à, khi mấy bạn dò tìm thì các bạn có thể là dò tìm bằng cái chế độ là chúng ta gõ tiếng trung hoặc là chúng ta gõ yin cả hai cách đều được cách đầu tiên thì chẳng hạn như mình gõ một lần nữa cái chữ tiếng anh này bằng cái chế độ gõ YIN thì mình sẽ bấm là đổi cái bàn phím của mình sang cái hệ gõ là English hoặc là các bạn để cái hệ gõ là Vietnamese. Thì cách đổi thì mình đã làm trong cái video trước thì các bạn có thể xem cái cách cài đặt bàn phím ở cái video trước. Còn trong video này thì chúng ta sẽ đi nhanh qua phần này, chúng ta sẽ gõ luôn là TIAN mặc chữ là Pinyin D -I A N. Thì chúng ta sẽ thấy là có một số cái gợi ý nó hiện ra ở đây và chúng ta xem xem cái gợi ý nào là đúng sau khi mình kéo một lúc thì mình thấy à nó sẽ hiển thị ở cái vị trí ở dưới ở khúc giữa giữa thì bây giờ mình đã tìm được rồi mình sẽ bấm vào cái phần tìm kiếm vừa hiển thị chính xác này mà thì bây giờ nó sẽ ra, ra cho mình là nó sẽ có phía bên trái là dạng giản thể của chữ kết hợp với nội dung trong ngoặc là dạng phồn thể của chữ cách đọc là anh các bạn có thể nghe cái cách đọc thông qua việc chúng ta bấm cái biểu tượng tian thì bây giờ chiếc loa đã phát xong thì chúng ta đã nghe được cái cách đọc chúng ta có thể mô phỏng đọc theo hoặc là ở dưới các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy được cái từ loại của từ à, chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ thấy dạng vợp tức là dạng động từ hoặc là dạng nao tức là dạng danh từ ở mỗi cái thì chúng ta sẽ thấy là có một số cái ví dụ tương ứng chúng ta có thể bấm vào chiếc loa ở mỗi cái ví dụ để chúng ta có thể nghe được cái cách đọc tương ứng của cái ví dụ đó cùng với việc chúng ta quan sát được cái mặt chữ kèm theo bên dưới và giải thích nghĩa. Thì ứng dụng này mình đánh giá là một cái ứng dụng khá tốt. À, có thể nói là tốt nhất trong số các ứng dụng mà mình sử dụng từ trước đến nay. Kể từ lúc bắt đầu học tiếng Trung cho đến bây giờ thì mình vẫn rất là thích cái ứng dụng này. Bởi vì sao? Nó có thể vừa hiển thị được tiếng à, Trung giản thể và cũng có thể hiển thị được tiếng Trung phòng thể. Cái thứ hai nữa đây là một ứng dụng của người Trung viết ra nên độ chính xác là tuyệt đối 100%. Khi mà chúng ta nhìn thấy các cái phần pin yin được hiển thị ở dưới đều là những phần pin yin chính xác. À, ngoài ra nếu chúng ta không thích dò theo như thế này thì chúng ta có thể đổi sang gõ trực tiếp bằng tiếng Trung luôn thì các bạn sẽ gõ ở đây. Mình sẽ đổi sang cái bộ gõ của triển thị Trung vẫn thì tức là dạng gõ giản thể, mình sẽ gõ thẳng cái mặt chữ ở đây. Thì mình sẽ ra được một số cái gợi ý tương ứng ở hàng trên các bạn cũng sẽ kéo À, cho đến khi các bạn thấy được cái gợi ý tương ứng đúng và như ví dụ như ở đây mình đã thấy nó rồi thì chẳng hạn như nó nằm ở cái vị trí này mình sẽ kích vào nó thì nó sẽ ra trực tiếp và lúc đó thì nó sẽ là cái cái kết quả trả về duy nhất mà mình có ở đây tại vì mình gõ được cái mặt chữ nó ra rồi cho nên nó không cần phải tìm kiếm nhiều như lúc nãy nữa các bạn có để ý thấy không nào à, một cách khác chẳng hạn mình chưa từng biết cái pin riêng của cái chữ này luôn thì làm sao mình sẽ sang cái phần cái cây bút ở vị trí đầu tiên sau đó mình sẽ vẽ hình của cái chữ hán mà mình cần biết cái cách đọc và nghĩa này vào đây. Chẳng hạn như mình sẽ vẽ ở đây và mình sẽ thấy được cái gợi ý của nó hiển thị ra ở cái dòng tra cứu trên cùng tương ứng thì nó đã nhận diện được chính xác cái mặt chữ mà mình muốn dò tìm này. À, thì trong trường hợp các bạn thấy đã thỏa mãn và chính xác rồi các bạn có thể nhấn chữ don thì nó sẽ ra luôn. À, trong trường hợp nếu như chúng ta đã gõ nhưng mà chúng ta thấy cái gợi ý của nó ra chưa có đúng thì chúng ta có thể xem những cái gợi ý ở bên dưới à, hàng dưới cùng các bạn sẽ nhìn thấy một số cái gợi ý tương ứng nếu như những gợi ý này chưa có đúng nữa các bạn có thể kéo tiếp tục qua phía bên tay phải à, cho đến khi đến hết thì cái gợi ý nào là đúng thì chúng ta sẽ bấm vào đó chẳng hạn như mình đã đồng ý với cái gợi ý này của pleco rồi thì mình sẽ nhấn Done vào đây và các bạn thấy rằng chúng ta cũng sẽ nhận được một kết quả trả về tương ứng từ điểm này thì mình rất là thích và mình vẫn luôn sử dụng cho đến tận bây giờ. À, có một cái đó là chúng ta sẽ có thể dò được rất là nhiều những cái um, idiom tức là các cái thành ngữ hoặc là chúng ta có thể dò được những cái từ ngữ mới đã được cập nhật trong cái từ điển này. Chẳng hạn như có một số từ tiếng lóng thì mình nhận thấy rằng cái từ điển Pleco nó đã cũng cập nhật vào đây. Chẳng hạn như mình gõ cái từ hủ xua là nói tào lao, nói nhảm khi chúng ta thấy một ai đó nói cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy là nó chúng ta không có quan tâm mà chúng ta thấy cái vấn đề đó chúng ta không có muốn nghe nhiều lúc chúng ta sẽ nghĩ là nói tào lao thì cái chữ tào lao từ điển này cũng đã được cập nhật cho nên đây là một cái ưu điểm rất lớn mà mình đánh giá rất cao ở từ điển Pleco này còn một cái tính năng khác cũng rất là hay đó là cái tính năng mà các bạn sử dụng cái biểu tượng có hình chiếc uh, micro thu âm ở trên màn hình đây Trung quẩn thì khi mà mình đọc xong Thì ứng dụng Pleco đã có thể nhận diện được chính xác Cái mặt chữ mà mình muốn à, Nó cho mình cái nghĩa Và nó đã gợi ý chính xác ở trên cái hàng trên cùng Và khi mà nó gợi ý xong Mình sẽ bấm đơn thì nó sẽ hiện ra Và mình tiếp tục nhấn vào Thì nó sẽ giải nghĩa cho mình à, Trung quẩn tức là Chinese Rồi thì ở đây mình sẽ có thể thấy Thứ nhất là à, cái khâu mà mình Nhập liệu, mình không có cần phải nhập liệu Mình chỉ cần sử dụng giọng nói Là ứng dụng đã có thể À, hiển thị kết quả chính xác. Cái thứ hai nữa là thông qua cái việc này thì các bạn cũng có thể test thử để xem là cái cách phát âm của chúng mình đã đúng hay chưa. Nếu như chúng mình phát âm đúng thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể dò tìm bằng cái chức năng giọng nói này rất là nhanh chóng và tiện lợi. À, và có một cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là cái ứng dụng Playco mà mình đang chia sẻ với các bạn. Hiện tại mình đang sử dụng trên cái hệ điều hành Android à, của điện thoại Samsung tuy nhiên nếu các bạn sử dụng trên hệ điều hành ios của apple thì các bạn sẽ thấy có một số điểm khác biệt à, thì các bạn sẽ thấy là cái biểu tượng cây bút để vẽ các bạn dò chữ viết tay hoặc là các bạn dò theo kiểu thu âm thì nó sẽ nằm ở dưới phần bàn phím cho nên ứng dụng sẽ có đôi chút khác biệt khi các bạn sử dụng và các bạn có thể thao tác tương ứng theo cái hệ điều hành mà máy điện thoại của các bạn đang có nhé và thông qua cái video này thì mình hy vọng rằng các bạn cũng đã có thể biết được cách để dò tìm chữ Hán kể cả dạng dạng thể hay là dạng phùng thể và chúc các bạn cũng sẽ thao tác thành công nhé